Thưa quý vị, Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức lễ tri ân Maccabi, tri ân những người đã hiến thi hài cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu y khoa. Tại lễ tri ân, những cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và ghi nhớ công lao của những người thầm lặng, hiến thi hài vì sự phát triển của y học. Buổi lễ được tổ chức trang trọng với hàng ngàn con hạt giấy cùng những ngọn đèn hoa đăng được sinh viên gấp và trang trí thắp sáng khắp sân trường. Đây là lần đầu tiên em tham gia buổi lễ tri ân Maccabi này, thì cái lễ tri ân này tổ chức ra thì để tri ân những cái người hiến xác cho y học nói riêng và khoa học nói chung. Và mỗi bác sĩ chúng ta cũng cần có một cái y đức, và đây là cái đầu tiên để chúng ta hiểu rõ ra được là mình đang đi hướng nào, mình cần phải làm gì và mình cần phải kính trọng và nể trọng những ai. Là lần thứ ba được tổ chức, lễ tri ân Maccabi đã trở thành một nghi lễ vô cùng thiêng liêng và quan trọng đối với sinh viên nhà trường. Giải phẫu học là môn học cơ sở ngành quan trọng hàng đầu và là nền tảng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe, giúp sinh viên học tập, hoàn thiện năng lực chuyên ngành và phát triển nghề nghiệp sau này. Vì lẽ đó, tiêu bản nhân thể chính là một phương tiện đặc biệt và thiết yếu để dạy học, giải phẫu hiệu quả. Bên cạnh cái tri ân người hiến xác ra khoa học, thì cũng là giáo dục cho sinh viên cái lòng biết ơn. Và thứ hai nữa là cũng là một cái môi trường để giúp cho sinh viên học một cái môn học rất là cơ bản của các ngành khối sức khỏe, đặc biệt là bác sĩ, điều dưỡng. Và cũng là một cái thử thách đối với lại các sinh viên khi mà tiếp xúc với thân xác của con người. Dù không có tượng đồng, bia đá, nhưng trong trái tim của thầy trò ngành y, những người hiến thi hài vẫn luôn là người thầy bất tử. Ý nghĩa sâu sắc của lễ tri ân cũng chính là động lực cho mỗi sinh viên y khoa cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ công sức của những người thầy thầm lặng của mình.